Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay được tiếp nối từ những lời Chúa của các tuần vừa rồi. Đặc biệt, lời Chúa ngày hôm nay còn nhắc lại chúng ta về một lời hứa mà Chúa sẽ hứa ban. Đoạn lời Chúa này kể lại là lúc Chúa Giêsu đang tâm sự với các môn đồ của mình, đang trăn trối với các môn đồ của mình sau khi dự tiệc vừa qua, và giờ phút này đây đang ở trong vườn cây dầu. Tình cảm thầy trò rất chi là thân tình. Để rồi giờ phút này thầy biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thầy biết được rằng sau khi thầy chết rồi sống lại, mặc dù đã lên trời, nhưng mà chắc chắn những người trong hàng Do Thái giáo họ sẽ bắt bớ anh em, bởi vì họ cũng đã bắt bớ thầy. Và thực sự như thế, tin mừng của Gioan được ghi lại là ngay lúc mà các môn đệ của Đức Kitô đang bị bắt bớ tại Jerusalem. Cho nên cái lời Chúa ngày hôm nay nó như là một cái lời nhắc nhớ lại, như là một cái lời nhắc nhở, như là một cái lời gọi là an ủi tất cả các môn đệ, những người mà đang bị bắt bớ. Chúa Giêsu bảo Đấng Phù Trợ sẽ đến, Đấng Bảo Trợ sẽ đến. Đây chính là Thánh Thần. Và Đấng này là Thầy sẽ sai đến với anh em để làm gì? Để làm chứng về Thầy, để nhắc lại cho anh em biết về những gì mà Thầy đã làm và những gì mà Thầy đã nói với anh em. Để một lần nữa Đấng Bảo Trợ đến nhằm để củng cố đức tin của anh em. Không những thế, Chúa Thánh Thần đến còn gìn giữ anh em, còn bảo vệ anh em, còn cho anh em một lời hướng dẫn nếu như anh em gặp khó khăn và gặp thử thách. Cho nên Chúa Thánh Thần gửi đến cho các tông đồ là một đấng mà chúng ta gọi ngày hôm nay gọi là quan trọng, bởi vì thời đại ngày hôm nay là thời đại của Chúa Thánh Thần. Các tông đồ sau khi biến cố ngũ tuần, các tông đồ bắt đầu ra đi rao giảng. Càng rao giảng tới đâu thì biết bao nhiêu người tin vào Chúa, bởi vì các ông đã đầy tràn Chúa Thánh Thần, bởi vì các ông luôn nhớ lại những gì mà Thầy đã nói với mình, bởi vì Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong các ông, bởi vì Chúa Thánh Thần làm cho đức tin của các ông trở nên càng vững mạnh hơn. Cho nên ngay dù trong lúc bị bắt bớ, ngay dù trước cuộc đau khổ hay cái chết, các ông vẫn gan dạ, các ông vẫn can đảm làm chứng cho Thầy. Giống như là người đầu tiên đã tự vì đạo, đó là Tê-pha-nô, một thầy phó tế Tê-pha-nô. Tự vì đạo mà sách Công Vụ Tông Đồ đã nói rằng một con người đầy Thánh Thần. Ông ta tuyên xưng đức tin, ông ta nhìn thấy về một bầu trời, nhìn thấy về một thiên đàng, và ông đã ca ngợi Chúa với một thần khí tuyệt vời, đầy sức mạnh. Nhìn lại đoạn lời Chúa ngày hôm nay, để rồi nhìn lại mỗi người chúng ta, đôi lúc đức tin của chúng ta cũng bị yếu đuối, bởi vì ngay trong cuộc sống ngày hôm nay làm cho chúng ta, đức tin của chúng ta dễ dàng bị yếu đuối hơn khi chúng ta gặp thử thách, khi chúng ta gặp gian nan. Con người của chúng ta dễ dàng bỏ Chúa lắm, chạy đi theo những bói toán để rồi tìm một cái gì đó sự bình an cho mình.
Nhưng mà sự bình an đó nó chỉ tức thời mà thôi. Nhưng mà sau đó nó dẫn đưa chúng ta đến sự cùng cực khác. Có một vị Thiên Chúa mà chúng ta bị lãng quên, đó chính là Chúa Thánh Thần. Đôi lúc chúng ta rơi vào trong cảnh tuyệt vọng, đôi lúc chúng ta rơi vào trong cảnh đau khổ, chúng ta chỉ biết khóc thôi, chúng ta chỉ biết kêu trách thôi, chứ chúng ta chưa bao giờ xin Chúa hãy đến an ủi con, chưa bao giờ xin Chúa để đến ban cho con sức mạnh, để cho con đối diện với những gì mà con cần phải đối diện. Chúng ta chưa bao giờ xin Chúa Thánh Thần hãy đến với con để làm gì? Để soi sáng cho con, để con biết con cần phải làm gì ngay trong giờ phút này. Thánh Thần là đấng được hứa ban bởi Đức Kitô. Cho nên Thánh Thần sẽ đến và sẽ ở với chúng ta nếu chúng ta biết cầu khẩn Ngài. Lời Chúa ngày hôm nay là một lời an ủi cho mỗi người chúng ta, một niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta, để rồi từ giờ phút này đây, khi chúng ta gặp khó khăn, gian nan, thử thách, hãy chạy đến Chúa, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, để chính người sẽ hành động. Ước chi lời Chúa ngày hôm nay an ủi tâm hồn của tất cả những ai đang sống trong cảnh khó khăn đó, đang sống trong cảnh nguội lạnh đó. Ước chi lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta một nguồn sức mạnh, để rồi chúng ta biết rằng chính Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, chính Chúa sẽ ủi an chúng ta ngay trong những lúc khó khăn của cuộc đời. Hãy dâng tất cả mọi sự cho Chúa, để rồi chính Chúa sẽ ra tay. Amen.